Xin kính chào quý vị và chào mừng quý vị đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Nguyễn Trang, được phát trực tiếp trên kênh YouTube chính thức của tôi là Dr. Nguyễn Trang Official. Kính thưa quý vị, hôm nay tôi sẽ nói về làm gì khi thấy người bị đột quỵ. Đây là câu hỏi mà tôi nhận được từ rất là nhiều quý vị, đặc biệt là trong hoàn cảnh bây giờ, khi mà chúng ta thấy có nhiều người thân, nhiều người nổi tiếng bị mất vì đột quỵ. Thì trong video này tôi chỉ ra 3 cái điểm rất là quan trọng quý vị nên làm, và tôi cũng chỉ ra 3 điểm quý vị không nên làm nếu như quý vị nghi ngờ một ai đó bị đột quỵ. Điểm đầu tiên là quý vị cần phải gọi bác sĩ khẩn cấp. Tại Hoa Kỳ, quý vị gọi 911, và tại Việt Nam, quý vị gọi 115. Đây là cái điều đầu tiên nhất quý vị nên làm khi mà quý vị thấy ai đó bị đột quỵ. Và khi quý vị gọi lên tổng đài, ví dụ 911, quý vị có thể nói bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh, nói rằng tôi nghĩ rằng mình đang bị đột quỵ, hoặc là tôi nghi ngờ ba mẹ tôi, ông bà tôi đang bị đột quỵ, bị stroke. Điểm này rất là quan trọng, tại vì chúng ta nói cho tổng đài biết để họ phân loại, ưu tiên và hướng dẫn chúng ta cấp cứu. Và khi tổng đài 911 nhận được cuộc gọi như vậy, họ sẽ hướng dẫn quý vị những cái bước kế tiếp là nên làm gì. Và quý vị cũng nên biết những cái triệu chứng hay gặp của đột quỵ là bị méo mặt, bị lệch một bên. Ví dụ như là quý vị thấy miệng bị méo ngoài như thế này, nói thì cười nó không có cân đối với nhau. Quý vị thấy cái người thân của mình đột nhiên bị yếu một bên, tay không có cử động lên được, hoặc là chân không có cử động lên được. Tóm lại là bất kỳ cái triệu chứng nào mà nó thay đổi đột ngột, thành ra cái chữ đột quỵ là như vậy, là đột ngột, đột nhiên. Một số bệnh khác cũng có thể giống như đột quỵ, tôi nói ví dụ như là bị tụt đường huyết hay là lên cơn sợ hãi. Điểm thứ hai, khi mà chúng ta thấy người đột quỵ là quý vị ghi nhớ cái triệu chứng và cái thời điểm lúc mà bắt đầu thấy cái triệu chứng đó. Tại vì trong chữa trị đột quỵ, thời gian là vàng, nhất là trong cái khoảng 4 cho tới 4 tiếng rưỡi đầu tiên. Vì sao? Vì trong thời điểm này, nếu như bệnh nhân được chẩn đoán kịp thời và bệnh nhân có thể được cho một cái loại thuốc làm tan cục máu đông, bằng cách đó quý vị có thể hoàn toàn cứu được một người bị đột quỵ. Và thường là những cái can thiệp khác, ví dụ như nếu mổ hoặc là làm những cái can thiệp về mạch, đều được thực hiện trong 24 giờ. Thành ra cái thời điểm đầu tiên quý vị thấy cái triệu chứng, ví dụ như là liệt bên tai bên này, lúc 1 giờ rưỡi chiều, lúc mình gặp cái người đó, quý vị ghi xuống, thì khi mà chuyên viên cấp cứu tới nơi nói cho họ biết cái thời điểm đó bắt đầu, như vậy họ sẽ tính vào cái giờ đó để biết, để chữa trị tốt hơn. Và cái điểm thứ ba quan trọng nữa là quý vị giữ cho bệnh nhân tỉnh táo và làm hô hấp hồi sức nhân tạo, CPR, nếu như bệnh nhân không còn thở hoặc là không có mạch. Đây là một điểm rất là quan trọng. Quý vị cần phải bình tĩnh. Quý vị có thể dìu bệnh nhân ngồi xuống, có thể cho họ nằm ở tư thế nào cũng được. Một cái nghiên cứu gần đây cho thấy là cái tư thế nó sẽ không có quan trọng. Nhưng cái quan trọng nhất là gì? Là phải không để họ té, không để cho họ mất cân bằng, và quan trọng nhất là giữ cho họ tỉnh táo. Quý vị có thể kiểm tra mạch ở cổ tay, là chỗ này của tôi như thế này, hoặc là ở chỗ này, để xem cái mạch của họ có đập hay không, và quan sát nhịp thở, có nghĩa là thấy cái ngực của họ có lên xuống hay không. Người bình thường như tôi, quý vị sẽ thấy khi mà không có nhịp thở, hoặc là họ, quý vị lay lay cái vai của họ, kêu bác ơi bác, kêu họ để họ tỉnh dậy mà họ vẫn không có tỉnh, thì trong trường hợp đó quý vị nên để họ nằm xuống, và quý vị có thể làm hồi sức nhân tạo là CPR. Đây là một cái điểm rất là quan trọng, nhất là trong đại dịch COVID-19 bây giờ. Quý vị đầu tiên nhất là phải bảo vệ an toàn cho quý vị rồi mới cấp cứu người đó. Bằng cách nào? Để một cái khăn hoặc là cởi áo ra hay cái gì che cái miệng người đó lại, tại vì chúng ta không biết là chẳng may người này có bị bệnh COVID-19 hay không. Và dĩ nhiên là quý vị nên đeo khẩu trang và làm CPR. Thì trong cái hướng dẫn mà tôi nói ở đây là CPR dành cho người không có chuyên nghiệp, có nghĩa là chưa bao giờ biết, thì thường chúng ta khuyên là chụm hai cái bàn tay lại như thế này để thẳng ra, ép thẳng xuống ở giữa cái chấn thủy hay cái lồng ngực này và ép sâu xuống. Quý vị không cần phải làm hồi sức bằng cách thổi hơi giống như trong phim nha. Trong phim chúng ta thấy là nam diễn viên
hay cấp cứu nữ giáo viên bằng cách thổi gì đó. Quý vị không có làm như vậy. Quý vị làm xoa bóp thẳng và khoảng chừng 5 cm, là đẩy thẳng như thế này, và đẩy nhanh và đẩy mạnh và liên tục 100 nhịp trong 1 phút và kéo dài ít nhất là 2 phút, và sau đó là chúng ta xoay vòng với nhau. Quý vị có thể học những khóa về CPR tại những trung tâm y tế gần nhà để hiểu hơn về cách sơ cứu. Bây giờ chúng ta nói về 3 cái điểm không nên làm. Đây là rất là quan trọng, tại vì rất là nhiều người làm 3 cái điểm này khiến cho cái việc chữa đột quỵ khó khăn. Đầu tiên là quý vị đừng để bệnh nhân liệm đi, mất tỉnh táo trong lúc quý vị gọi bác sĩ, gọi 911 hay là gọi 115. Có nghĩa là trong lúc quý vị gọi, để cái điện thoại bật speaker lên và cố gắng vừa nói chuyện và vừa giữ cái liên lạc với cái người nghi ngờ bị đột quỵ. Một số bệnh nhân bị đột quỵ, họ cảm giác như buồn ngủ và họ muốn đi ngủ. Đây là cái điểm rất là nguy hiểm, tại vì nếu như họ đi ngủ, chúng ta mất cái thời gian vàng để chuẩn đoán và chữa trị đột quỵ. Nếu như quý vị có thêm một ai đó thì cái người đó gọi điện thoại, quý vị ngồi kế bên và canh giữ và nói chuyện và hỏi về cái triệu chứng của họ. Bác đưa tay lên cho con coi, bác có thấy đau không? Không cần thiết họ phải nói nhiều, nhưng mà giữ cho họ tỉnh táo. Và cái quan trọng thứ hai, đừng tự tiện cho bệnh nhân uống bất kỳ cái gì. Tại vì thuốc, nước hay bất kỳ cái gì quý vị đưa vô miệng có thể làm dị vật cái đường thở, và có nhiều trường hợp khiến cho bệnh nhân không thở được và dẫn đến tử vong. Thuốc aspirin là một trong những thuốc mà một số quý vị nghe là có nên uống. Không nên, phải nói chuyện với chuyên viên cấp cứu trước, và nếu như chuyên viên cấp cứu hướng dẫn quý vị nên uống thì quý vị cho bệnh nhân uống. Nó tóm lại, không làm gì cả, giữ cho cái đường thở của bệnh nhân ổn định. Quý vị cũng đừng nên chích những cái kim vào 10 đầu ngón tay, tại vì đây là một cách làm không có khoa học, không có bằng chứng, mà cái nguy hiểm hơn là làm mất thời gian chữa trị đột quỵ. Quý vị cũng biết rồi, chúng ta chữa trị đột quỵ là chạy đua với thời gian, để cứ mỗi phút trôi qua là hàng triệu triệu tế bào não của chúng ta chết đi tại vì thiếu oxygen. Và cái điểm cuối cùng không nên làm là đừng tự lái xe đi vào bệnh viện chở mình hoặc là chở người thân của mình nếu như quý vị nghi ngờ mình bị đột quỵ hoặc là người thân của mình bị đột quỵ. Vì sao? Khi mà chúng ta nghĩ chúng ta bị đột quỵ, cái việc lái xe nửa đường, nếu mà chúng ta bị nặng hơn thì khiến cho cái khả năng lái không đúng, gây ra tai nạn giao thông. Và nếu mà chúng ta chở người thân của mình đi và nửa đường cái tình trạng nặng hơn, ví dụ như cần oxy, hoặc trong trường hợp khẩn cấp là cần phải đút một cái ống nội khí quản, nếu mà chúng ta không làm được, bệnh nhân có thể tử vong. Thành ra cái quan trọng nhất là quý vị nên đợi, tuân thủ theo cái sự hướng dẫn của chuyên viên cấp cứu ở nơi sở tại của quý vị. Nói tóm lại, gọi bác sĩ khẩn cấp 911 tại Hoa Kỳ hay là 115 tại Việt Nam, bình tĩnh tập trung vào chăm sóc người nghi ngờ mắc đột quỵ. Và quý vị có thể học thêm những kiến thức về sức khỏe khác, học về CPR, học về những cách sơ cứu khác, tại vì một ngày nào đó quý vị có thể cứu mạng một ai đó. Cảm ơn quý vị.